Chào bà con, và đây là cái trình tôi quay cho mọi người xem. Đây là cái trình bộ lạng với một độ là mình nuôi là tinh thể là khoảng 50 con trên một cái vuông. Với diện tích này cực kỳ rất là nhỏ, gọn, và mình sẽ nuôi mô hình nhỏ. Qua những mình có đã xem những cái clip ở người nước ngoài coi họ nuôi thì rất quy mô rất là lớn, với cái dàn kinh phí họ cũng đầu tư không ít, nói chung là khá nhiều tiền về cách đầu tư về cái mô hình, từ chuồng trại cho đến cái bể xi măng, những cái bể nhựa hình tròn, với rất là nhiều cái mà mình rất là thích. Và mình sẽ nói rằng mình không có tiền nhiều thì mình nuôi cái mô hình nhỏ nhỏ thôi, mình có tiền lớn thì mình sẽ nuôi cái mô hình lớn hơn, đúng không các bạn? Nếu các bạn nào thấy đúng thì cho mình một like và một like nha. Đây là mọi người, đây là bể dòng bể oxy mình sẽ bên nước ngoài thì không có cho chạy bằng oxy như thế này, họ chạy bằng oxy bằng gọi là oxy lỏng, sẽ hòa tan với nước, sẽ khi cấp nước vào thì trong đó nó sẽ có bơm, trong đó sẽ có bơm lượng oxy trong đó. Chẳng hạn khi dội nước như thế kia thì trong đó chắc là bơm oxy vào trong hòa tan với nước để mà trong quá trình để có nước trong đây. Mật độ nước mình đã chơi rất là cao luôn, nói chung là nước oxy ở đây với mật nước thì mình sẽ với khoảng tầm 30 phân đó mọi người, mình sẽ cho là bơm 1 phân. Khi mình lấy mô hình của nước ngoài họ làm đúng là thì mình cũng rất là mê và rất là thích, tại vì họ đầu tư và chi phí họ rất là cao và bài bản, họ thuê nhân công, thuê tất cả những mọi người để làm, còn mình thì tự làm, cho nên với quy mô nhỏ, khi làm nhỏ như vậy sau đó mới có lớn được. Thì khi các bạn mới lập nuôi thì tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu kỹ, và thứ hai là phải nuôi để biết được tình hình xem con gà liệu cái trình này có mang lại hiệu quả, và là theo nuôi thử nghiệm coi thử như thế nào thì chúng ta mới tiến hành nha. Ở đây có hai loại, con cá này là loại cá trình tê, loại cá hai màu. Cái này thì nó lớn rất là nhanh, khi lúc nhỏ thì nó lớn rất là nhanh, nó so với ngược lại con cá trình bông nha.